Anh ơi cho em hỏi, có những người nói không thử quan hệ tình dục thì tới cưới lỡ hai vợ chồng không hòa hợp sẽ rất khó, nên họ vẫn ủng hộ chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Có mấy trường hợp nào đã vô lơ vào cưới mà không quan hệ tình dục không hòa hợp thì tan vỡ không hòa hợp, mình phải giải quyết tình huống này như thế nào? Trong lớp đường đến trái tim chàng đoạn gần sau, tức là khi cái quan hệ nó tới cái mức mà nó thân thiết đủ thì mình hoàn toàn có thể biết điều đó. Thường thì những cái người mà quan hệ tình dục mà đàn ông á mà nói là nếu không thử quan hệ tình dục tới lúc đó không hòa hợp thì sao? Em ơi, quan hệ tình dục nó không phải thứ là hòa hợp hay không hòa hợp. Quan hệ tình dục là một cái thứ khám phá để thưởng thức cái quá trình khám phá và rồi tới sự hòa hợp. Và cái quan trọng ở đây không phải là hòa hợp mà là cái quá trình khám phá để hòa hợp. Em biết quan hệ tình dục em có thể hòa hợp nhưng em sẽ chán. Bởi vì đó là anh có rất là nhiều tình huống và cái này xảy ra bình thường nha. Và anh chỉ đang nói cái đoạn đầu là người đàn ông thôi. Khi người đàn ông nói ok quan hệ tình dục nhé, hòa hợp không? Bụp, hai đứa nhảy lên giường với nhau quan hệ rất hòa hợp. Trời, sung sướng tràn trề. Nhưng mà sau vài năm anh ta sẽ nói một vài tháng, một vài năm chán. Mình không hợp nhau, mình có nhiều cái tranh cãi với nhau. Và rồi anh tuột cảm giác, bây giờ anh không còn cảm giác với em. Và em thấy cái này nó nằm rất là nhiều. Thế thì anh chứng minh cho em thấy là tại sao lúc đầu hòa hợp rồi sau nó không hòa hợp. Là tại vì cảm giác yêu, anh nhớ giải thích rồi, cái cảm giác vô hình á, quan hệ tình dục nó là cái phần thể xác, nhưng mà cái cảm giác yêu, cái cảm giác mình gắn hai người với nhau, connection á, cái cảm giác yêu nó là cái vô hình, nó bị hư đi, nó bị hư đi thì cho dù có hòa hợp nó cũng sẽ dục sọt rác thôi, hiểu không? Thế đó là cái lý luận đó là sai ở với người đàn ông. Tại sao? Nhưng mà tại sao họ lại làm như vậy? Là vì họ theo cái bản năng họ muốn quan hệ tình dục, họ tạo cái áp lực đó. Bây giờ tới các đứa của các cô gái, với các cô gái mà đòi là phải quan hệ tình dục coi có hòa hợp quan trả được hay không thì mới đến hôn nhân. Ok, đa số những cô gái làm những điều đó là những cô gái đã có những cái quan hệ tình dục trước với những người đàn ông trước, và họ muốn, và có thể là nha, họ bị khập khiễng điều này, có thể cái tình huống nó trẻ ra này. Thứ nhất là họ từng có cái quan hệ tình dục hay cái cuộc sống với người đàn ông đó mà họ không cảm giác thỏa mãn về quan hệ tình dục do đó, và họ bắt đầu bị khập khiễng. Họ không thỏa mãn về quan hệ tình dục là vì có thể người đàn ông đó bị bệnh tật, anh ta có thể bị bệnh về sinh học. Có một số khoảng 7-8% người đàn ông không có đủ cái chức năng về cái quan hệ để thực phục thực vượng cái để thực hiện cái quan hệ tình dục trong cái cuộc sống đời sống vợ chồng, và họ bị tổn thương ở phần đó. Thực ra họ chưa hiểu được là trong cái tình huống nó không nhất thiết bị tổn thương, nó vẫn có những cái cách để có thể có được cái hôn nhân tốt đẹp, cho dù tình huống người chồng bị như vậy nó vẫn có những cái cách để xoay sở. Tuy nhiên họ bị tổn thương cái điều đó và họ bắt đầu bị khập khiễng. Khi họ tổn thương điều đó thì họ bắt đầu họ dựng lên một cái hàng rào để họ bảo vệ họ lại, một cái tấm bình phong. Ok, nếu vậy gặp thằng cha sau phải kiểm tra ngay lập tức. Đó đó là một cái dấu hiệu của sự khập khiễng, trong khi không nhất thiết là phải quan hệ tình dục mới kiểm tra được cái người đàn ông nó có chức năng về tình dục hay không, có thể làm được hay không. Cho dù em nói em sợ, trong lớp đường đi trái tim chàng giải thích rõ phần đó. Tuy nhiên tiếp tục nè, chính vì vậy cho nên khi đến với quan hệ sau họ nó phải kiểm tra súng đạn cái đó, họ nói thôi lên giường trước coi sao. Và đó là cái lý do thứ nhất là vì sự khập khiễng. Cái thứ hai á, là một số bạn theo cái quan niệm là Tây hóa, hay là họ chính là những người đã quan hệ tình dục nhiều và họ dùng cái đó như là một cái lời lý giải cho bản thân họ đó, chứ không phải cho em đâu, cho bản thân họ. Tại vì khi họ nói điều đó trong họ cảm giác dễ chịu là cái quan hệ tình dục của tôi từ nào giờ không có sai, tôi gặp trai sau thời gian tôi quan hệ sớm và điều đó không sai. Tại sao? Là tại tôi cũng kiểm tra coi họ đúng hay không, và họ nói điều đó để cho họ cảm giác dễ chịu. Cái đó rất là bình thường, giống như là con cáo nó không ăn được cái trái nho á, nó nói là nho nó chua lắm không có ăn, nó hái không được, thì nó phải tìm một cái lý do nó nói để nó dễ chịu trong cái chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho đó. Thì những bạn đó họ bị khập khiễng và họ muốn làm cho họ cảm giác an toàn, họ nói điều đó và cái điều đó là bình thường. Rất là nhiều người vậy, chứ có những cái cơ hội trong cuộc đời chúng ta bỏ qua chẳng hạn, chúng ta không làm. Giả sử ngày xưa một cái người nào đó là ông Alibaba, tỷ phú của người người Hoa đó, ổng hồi xưa lúc ổng rủ mười mấy người bạn của mình kinh doanh, những người đó không làm, rồi cái người đó không làm, sau này ổng thành tỷ phú, những người đó không có tham gia vô chẳng hạn, không có hùng hạp làm ăn, thì sau này những người đó nói, những người khác nói mày thấy chưa, ngày xưa mày không chịu tham gia mày bây giờ là tỷ phú rồi. Người đó có thể nói là làm sao biết được, nhiều khi mẹ vô rồi nó thua, lúc sau nó mới thắng, nó thắng bằng tiền bằng khác thì sao. Tức là họ luôn tìm ra những lý do để họ làm cho họ dễ chịu, và điều đó là bản năng của mình, là bản năng của mình nó luôn tìm cách chữa lành đó, nhưng mà nó chữa lành không đúng gốc, tại vì bản năng không biết đúng sai, cái phần vô thức, cái phần gọi là cái tiềm thức của mình nó không khái niệm đúng sai nha. Phần não, não cảm xúc đó, nó không có quyết định, nó không biết đúng sai,
đúng sai là phần não lý trí. Okay. Và nó chỉ tìm cách nó làm mình lành thôi. Nếu mà mày đã từng bị như vậy thì phải nói như vậy thì mày mới dễ chịu. Và chính vì các bạn đó đi theo cái hướng đó, cho nên họ tạo ra thành một cái nhóm dư luận, à, một cái nhóm mà họ họ dùng cái đó như là cái lời giải thích chính cho quan hệ tình dục, à, những cái hành động quan hệ tình dục sớm. Và mình không có nói họ, mình không có trách họ, đó là cái quan mình biết nó không đổi được, cái đó rất khó đổi. Okay. Những cái quan niệm đó là nó nằm ở phần vô thức, khó đổi lắm. Nhưng mà cái là họ làm cái đó làm cho một số những bạn trẻ mà được va chạm với những cái định kiến, những cái cách suy nghĩ đó, họ sẽ nghĩ là à, đấy, cái này hợp lý á, cái này đúng á, tại vì họ chưa biết cái gì là nên, gì là không nên, họ chưa có kiến thức, cho nên là họ đặt những câu hỏi như em. Ok, tuy nhiên nếu mà em tạm thời trước khi em tin một cái gì đó, em hãy dùng kiến thức, em đi tìm cho mình kiến thức. Ok, để anh nói vậy vào để tôi suy luận, tôi nghe này coi, à ok, giờ bên kia tôi nghe rồi, à ok, tôi suy nghĩ, và rồi em đúc tất cả những cái em nghe, cha mẹ anh chị em những, và em bắt đầu em thấy ra là cái nào là cái mình quyết định, mình chọn để tốt đẹp cho mình. Ok, thì anh giải thích cho em để em thấy được là tại sao có một số bạn theo cái cách nghĩ đó, và tại sao anh lại có những cái mà anh hướng dẫn các bạn như vậy. Ở đây em hỏi tiếp nè, như anh nhớ, nếu mà cái mà em lo lắng là khi đến hôn nhân mà tình dục không hợp thì sao em ơi? Trước khi em tới hôn nhân, nó trong cái quá trình em tới hôn nhân, tức là quá trình hẹn hò, cái khám phá về thể xác nó dần 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 nó được em và người bạn trai đó mở ra từ từ, và em không cần phải đi nguyên một con leo lên giường trong cái ngày đầu tiên để tìm hiểu điều đó, mà em sẽ nhận thấy cái điều đó một cách từ 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 từ, không cần phải lên giường, cho tới cái lúc gần cưới hoặc lúc cưới em vẫn có thể đủ để nhận ra. Tình dục không phải cái thứ mà một cái nhảy lên giường mới biết, em có thể tìm hiểu cái điều đó từ 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 qua cái cách anh ta thể hiện sự ham muốn đó. Cái đó anh nói cho em biết, em không cần phải lo, đàn ông mà người ta có tình cảm với em ơi, người ta biến thái lắm, đừng lo. Đấy, biến thái đây là trong mặt kép đó, tức là biến thái tốt đó. Và nó sẽ lộ nguyên một con ra luôn cho em thấy luôn, chứ em đừng sợ chuyện đó. Đó là một cái những cái mối quan hệ mà anh gọi là tốt đẹp và bình thường á, tức là nó không có đi theo hướng cực đoan á. Ok, em sẽ nhận ra điều đó. Okay. Em sợ cái chuyện không hòa hợp, mới tình dục nó là cái thứ mà không phải mặc định ra là hòa hợp, mà là cái thứ người ta khám phá. Tình dục là một món quà, nó cần được explore, nó cần được khám phá, và cái quá trình khám phá đó là cái tốt đẹp, nó là cái gì đó mà luôn mới mẻ, chứ không phải tình dục là một cái điểm đến để rồi bùng cái, à nó là như vậy, tôi biết tất cả mọi thứ về nó và tôi hạnh phúc với nó, tôi thích với nó. Không, một phần trong những cái gọi là chất lượng và sự tốt đẹp của tình dục, món quà đó là nó mới 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 mới, tức là hôm nay em khám phá này, mai em khám phá kia, mốt em lại biết thêm nọ, và cái đó cái sự khác biệt mới đó, nó mới là cái sung sướng. Giống như là em chơi một cái video game ấy, không phải cái em đi tới cái thang cuối cùng, cái điểm đó là cái thích thú, nếu vậy vô bấm dây một cái tới đích, à tới đích rồi, hạnh phúc rồi. Em thấy không, cái game nó hay là cái quá trình em vượt qua, em bắn chết quái vật này, em chém chết quái vật kia, em để mìn nổ vô chỗ này, em chụp được cái này, em lượm được đống vàng này lại, cái em cưới công chúa. Và có phải là nguyên cái lộ trình đó là cái hạnh phúc, là cái vui lúc em chơi game không, chứ không phải cái kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng nó chỉ là cái mục tiêu để có cái trò chơi đó thôi. Thế đó là nếu mà mình nói là tình dục để hòa hợp, tình dục cái chỗ tốt đẹp của nó là cái đoạn khám phá. Và nếu như mình nói hòa hợp có nghĩa là cái điểm đến nó kết thúc rồi, mà trong khi là cái sung sướng của tình dục là nó mới liên tục. Một điều đó không có nghĩa là mai về rồi đeo hình dơi vô, hay là mang còng về còng tay, treo chân lên giường, hay là cột chân lên trần nhà, hay là những tư thế uốn dẻo quái lạ, không phải đâu. Cái khám phá đó không phải là cái dạng đó, khám phá đó là những cái điều để vợ chồng ta tìm hiểu đi, nó có những cái để người ta khám phá, và cái đó chính là cái đẹp của tình. Ok, trả lời cho em vậy chắc đủ. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh màu đỏ ngay bên tay phải của bạn á, ngay dưới này nè. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. À, nếu mà bạn nào quan tâm ở bên cái trang fanpage hay là bên Facebook á, thì bạn bấm vào cái mũi tên kế bên cái chủ đề của video, bạn bấm vào đó nó sổ ra cái nội dung ở phía dưới. Thì đó là những cái link để dắt qua tài khoản cá nhân bên Facebook, trang fanpage chuyên gia tình cảm Tuấn Lê, hay là trang event coffee, hay là nhóm phụ nữ giúp nhau hạnh phúc. À đừng quên nữa nè, bấm like cái video này nếu bạn thấy thích cái video này, rồi share những cái video này cho bạn của mình nha, để cho tụi nó coi chung với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.